Hồi ước lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Sáng hôm đó Ban chỉ huy chúng tôi đều thức dậy khá sớm như mọi ngày Đang ngồi bên sàn nước đánh răng buổi sáng bỗng nghe một tiếng đề pa rất lớn từ hướng đông bắc đối diện chốt tà ông bùng bình khiến tất cả các khu vực nhà ban chỉ huy đều nháo nhào phun vội ngụm ke đánh răng nằm trong miệng tôi vội la lên địch tập kích chốt tà ông rồi nhưng kỳ lạ là không có một tiếng đạn nhọn còn đang phân vân chưa xác định được chuyện gì thì lại nghe tiếng bùng bình đề pa lần thứ hai lần này thì hướng về mé rừng phía đông phung tà nguôn có thể thấy bốc lên một cụm khói, một ánh chớp nổ nháng lên từ phía chốt tà ông. Bọn lính Pol đang dùng loại hỏa lực mà chúng tôi gọi là B94 để bắn mé rừng cách chúng tôi gần 2 km, bắn vào chốt ở cự ly từ 7 đến 800 m. Do phía trước mặt nằm sen giữa trục lộ 6 và mé rừng là một cánh đồng ruộng trống trải nên ban ngày có thể nhìn thấy cảnh này rất rõ. Dù chưa có tiếng đạn nhọn bắn ra từ hai bên, nhưng đã xác định địch đang tập kích chốt tà ông nên vội ra lệnh cho liên lạc lập tức bắn ba nhát ak báo động cho toàn đơn vị sẵn sàng cơ động chiến đấu lúc này từ trong chốt tà ông anh em bắt đầu có phản ứng vài loạt đạn lửa chỉ mục tiêu bắt đầu bắn về phía địch một quả b 41 loại nổ trên không lao gần đến mé rừng thì động phát nổ tạo thành một chớp lửa xanh và bốc lên một cụm khói xám lập tức phía bọn địch không có phản ứng gì không gian lại tĩnh lặng như tờ lực lượng cơ động chi viện chốt đã nhanh chóng tập trung đầy đủ tại khu vực ban chỉ huy để chờ lệnh. Đại đội phó Tuấn liền gợi ý cho anh em chỉ huy bộ phận cơ động vận động theo trục lộ 6 xuống gần chốt tà ông thì cắt thẳng về hướng địch thăm dò tình hình. Có thể bọn chúng chỉ tập kích thăm dò rồi rút đi, nhưng có thể chúng muốn nhử cho lực lượng ta cơ động từ bên ngoài đường vào thì đón lõng và tiêu diệt. Chúng tôi thống nhất là vào cách 200 mét thì đội hình cơ động sẽ phát triển dàn hàng ngang, từ từ tiến vào chứ không đi thành hàng dọc. Khi bộ phận cơ động bắt đầu phát thì khẩu đội 60 cũng được lệnh tăng cường theo phía sau, sẵn sàng bắn hỗ trợ khi gặp địch nổ súng. Một tiểu đội của trung đội 2 nằm ở chốt ngã ba, nằm ở chốt ngã ba chùa, đường vào phun tà nguồn cũng sẵn sàng bỏ chốt, vận động theo cặp mé rừng từ hướng phun tà nguồn đánh vào sườn đội hình địch. Theo phương án từ bản đồ tác chiến Lúc đó thì trung đội 2 từ bên hướng nam sẽ chuyển qua hướng bắc để bảo vệ ban chỉ huy và sẵn sàng cơ động tiếp theo lệnh. Nhưng vì sợ địch sẽ nghi binh, dẫn dụ ta tập trung lực lượng hết về hướng bắc, chúng bất ngờ đánh từ hướng nam nên chúng tôi chuyển qua phương án dự phòng là trung đội 2 còn lại vẫn nằm như cũ với một khẩu đội đại liên và tăng cường quan sát về hướng nam. Một tiểu đội của trung đội 1 sẽ vận động lên ban chỉ huy thay thế. Từ phía sau nhà chỉ huy lúc này Có thể đứng quan sát hết toàn bộ khu vực đang xảy ra chiến sự Mũi của đại đội phó Tuấn vận động vào vừa dàn hàng ngang Thì lập tức từ trong mé rừng Có chính diện khoảng 200 mét Nhiều cụm khói phát hỏa của các loại súng B-40, B-94 bốc lên Kèm theo tiếng đề pa nghe dồn dập Anh em trong bộ phận này đang ở vào tư thế rất bất lợi và lộ điểm Còn địch thì ở trong mé rừng ẩn Vào các địa vật có lợi nên có thể áp đảo hơn nhưng tuyệt cái là toàn bộ đội hình không bị dao động chạy nhảy lộn xộn tất cả đều bám chặt đội hình nổ súng đều khắp dâng lên cứ như thế từng chàng tiếng nổ của hai bên vang rền phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm lúc này gần như toàn bộ lực lượng vũ trang của xã tập trung về xung quanh ủy ban đứng xem và có lúc còn gieo hò thích thú nếu không phải đang là người trong cuộc thì nhìn những gì đang xảy ra trước mắt như đang xem một cảnh của một bộ phim chiến tranh. Còn cách địch chừng gần 100 mét, thì đội hình của anh em đơn vị chúng tôi bị trứng lại. Lợi thế của địch lúc này mới nổi lên rõ rệt hơn. Nếu cứ dây dưa theo đà này, thì chắc chắn đơn vị chúng tôi sẽ thiệt hại. Biết rõ điều đó, không còn cơ hội để quay lưng. Anh em bắt đầu lúc nằm, lúc đứng, lúc quỳ, kiên cố nổ súng và tìm cách tiếp cận về phía địch. Nhìn thấy nguy cơ đó, Ban chỉ huy chúng tôi liền quay máy hữu tuyến theo đường dây, yêu cầu đại đội 2 chi viện cho một mũi từ phun tảng nguồn đánh qua sườn địch, không biết lý do gì không thấy trả lời. Tiểu đội chốt ở ngã ba chùa được lệnh nhanh chóng xuất kích, đánh vào sườn địch như quý ước. Một khẩu đội đại liên vận động từ hướng nhà ban chỉ huy đại đội, giữa hai mũi tiến công của ta ra ngoài ruộng chừng 500m, bắn thẳng vào đội hình địch nhằm uy hiếp chúng, tạo thế cho các mũi tên tiến lên. Khi khẩu đội Đại Liên bắt đầu nổ súng, hiệu chỉnh đường đạn thì toàn bộ đội hình địch bị trựng lại. Trong một thời gian không nổ súng được, giữa đồng ruộng chống trải, bắn cắt thẳng vào đội hình địch, khẩu Đại Liên đã phát huy được tối đa hỏa lực. Nhưng rất tiếc, tiếng rít xé gió của nó cũng là một số anh em gần đường đạn cảm thấy hốt hoảng. Nên đội hình mũi chính diện của chúng tôi cũng chưa kịp áp sát, thành thế bao vây. Lúc này khẩu đội 60 đã dâng lên sát đội hình phía trước nên anh em mạnh dạn bắn ứng dụng rất có hiệu quả. Những tiếng cối của 60 mi vang lên chỗ nào là chỗ đó địch hoàn toàn im súng. Còn cách mé rừng tầm 20 mét, tiếng hô sung phong của anh em khiến lính Pol Pot phải bỏ vị trí, chạy về phía bắc để rút lui. Lúc này tin từ bộ phận còn lại của trung đội 2 ở hướng nam đã báo nhìn thấy một số lính địch đang xuất hiện bên ngoài, các đám thốt nốt xa xa. Do giữa đội hình chúng tôi và bọn chúng là một ruộng lúa chống trải nên bọn chúng không dám mạo hiểm tiến lên hơn nữa khẩu đại liên vì quá nôn nóng nên đã bắn điểm về hướng chúng mấy loạt khiến chúng phải rút lui thật tiếc nếu để chúng xuất hiện tiến lên chừng trăm mét thì có lẽ chúng đã phải phơi xác vài tên qua trận đánh này dù bị thương hai nhưng chúng tôi đã bẻ gãy được ý đồ dẫn dụ của bọn địch gây cho chúng một số thương vong dù chúng giải quyết được hậu quả trước khi rút chạy chỉ một thắc mắc là tại sao chúng có vẻ nắm rất chắc phương án chiến đấu của chúng tôi để bố trí lực lượng và cách đánh đối phó. Cần nói rõ là trước và trong trận chiến đấu này đều không có mặt đại đội trưởng Trần Hữu Đê. Anh ta đã bỏ đơn vị đi đâu đó từ ngày hôm qua. Dần dần rồi khó khăn ban đầu cũng trôi qua. Chính quyền bạn bắt đầu đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả ở các phum dọc theo trục lộ 6. Nhưng cái điểm gai góc cả có vẫn là một thách thức đối với đơn vị chúng tôi thật ra bọn địch trong khu vực này không thể nào so sánh với bọn địch thời đơn vị chúng tôi còn hoạt động ở tuyến trước vì cả lực lượng và trang bị của chúng không thể sánh bằng chỉ có điều chúng tôi rất khó đánh vì chúng rất giỏi trà trộn vào trong dân nguyên tắc tác chiến nội địa là các đơn vị công tác gần như lúc nào cũng chấp nhận để bọn địch nổ súng trước thì chúng tôi mới đánh trả còn nhiều khi thằng địch đứng trước mặt nhưng vận đồ của dân và không mang vũ khí trên người thì về nguyên tắc dân vận chúng tôi không thể làm gì thậm chí có nhiều khi chúng từ xa đang bắn vào đội hình ta dữ dội đến khi vận động vào gần chúng giấu hết súng la lên là dân hỏi gì chúng cũng trả lời otchê có nghĩa là không biết thì đánh chịu không làm gì được chúng bọn địch ở phung cả có thời gian đầu mới chạm súng với đơn vị chúng tôi chúng rất ngành ngáo nổ súng ăn thua rất quyết liệt vì nghĩ đơn vị chúng tôi không làm gì được đến khi sau này nhiều lần bị bao vây bất ngờ và không chịu nổi trước sức cơ động và quyết tâm diệt địch của đơn vị chúng tôi chúng bắt đầu chùn bước và rất hoang mang lo sợ vì không biết chúng tôi đánh vào lúc nào tuy nhiên cứ có cơ hội là chúng lại nổ súng rồi lợi dụng địa hình địa vật để tháo chạy còn bất ngờ bị bao vây thì chúng giả làm dân giấu súng ngồi trên nhà sàn nhìn chúng tôi qua lại dù nhìn thấy có nghi ngờ nhưng không biết ai là dân ai là địch khiến chúng tôi không làm gì được đành phải rút ra vậy mà có lúc đợi người cuối cùng trong đội hình chúng tôi vừa ra vài trăm mét thì từ phía sau lưng hướng nhà dân chúng bắn theo cả chục trái b bốn mươi cầu vồng và hàng loạt đạn nhọn rất khó chịu chính vì cái yếu tố sợ chúng dân thường ảnh hưởng đến công tác dân vận mà đơn vị chúng tôi hạn chế về mặt tác chiến nổ súng rất nhiều cứ thế mà giữa đơn vị chúng tôi và bọn địch hoạt động ở vùng này dây dưa với nhau bọn địch bắt đầu lợi dụng đặc điểm này để đối phó khi chúng tôi tập trung xây dựng ở bên ngoài thì chúng bắt đầu tổ chức củng cố và tăng cường mở rộng cái gọi là địa đạo của chúng đó là những đường hầm được đào theo kiểu chữ chi sâu dưới lòng đất bên trong các đám thơm dày đặc có nắp đậy được ngụy trang cẩn thận, kết hợp mìn chống bẫy bên trên để đối phó với chúng tôi. Mà sau này chúng tôi mới biết, dựa vào các trận địa này, chúng có hẳn một lực lượng nằm ém sẵn trong phum khi lực lượng chúng tôi đột nhập vào và chúng nằm yên ẩn nấp. Nếu anh em thiếu cảnh giác và chủ quan, chúng đội nắp lên bất ngờ bắn B40 vào vị trí và chui nắp trở lại. Khi anh em xung quanh hoàn hồn, thì chẳng biết chúng ở đâu vì khói đã tan Đã có vài vụ bị thương vì bị chúng sử dụng chiến thuật này Khiến đôi lúc chúng tôi vào phun rồi mà cảm thấy ớn lạnh Không dám chạm địch và lập tức rút ngay ra Không biết có phải vì điều này hay không Mà các bộ phận của trung đoàn rất ít có mặt để hoạt động trong khu vực này Có một lần sau khi các đại đội chúng tôi theo lệnh chiếm lĩnh xong Rất lâu mới thấy trung đoàn trưởng Tám Trung cùng với lực lượng đi theo vào hành quân nhưng khi chưa hết một nửa phum đã vội cắt hông phum ra mất. Chính vì thế, mặc dù có hoặc không được lệnh hoạt động bao phum, chúng tôi lúc nào cũng suy nghĩ làm cách nào để diệt cho bằng được bọn địch trong phum này. Đó là thời điểm địch chính thức bắt đầu tuyên bố khu vực phum này là một củ chi của Campuchia. Sự trùng hợp hay có ý từ trước của cấp trên chúng tôi không biết. Khi mà một tiểu đoàn vốn tiền thân có gốc là một đơn vị trực thuộc Trung đoàn được thành lập từ Củ Chi Đối đầu với một khu vực đối nghịch Mà địch cũng cho là như vậy Trên đất của chúng Tạm thời khu vực cả có Chúng tôi cứ tiếp tục thỉnh thoảng ra vào Không thành quy luật Vẫn có những đợt chạm súng lẻ tẻ Nhưng thường là sau đó Địch nhanh chóng rút lui Do quân số không thể bao kín một cái phum Có địa hình phức tạp Và quá dài Nên lần nào địch cũng có kẽ hở Để vượt thoát nhưng từ sức ép đối phó như thế này Các phum dọc theo trục đường Địch không còn bu bám Tổ chức phục kích Hoặc gây sức ép khiến chính quyền không thể làm việc như trước đây Đã có một số đối tượng địch ngầm Trong các phum bị bóc gỡ Nên tình hình an ninh tương đối dễ chịu hơn Sau trận dùng lực lượng tập trung Đánh vào đại đội 3 chúng tôi Gần như thất bại Chính quyền và lực lượng vũ trang nơi đây Bắt đầu rất yên tâm Chứ không làm việc kiểu cầm chừng miễn cưỡng hẳn Chủ tịch xã Siêng và một số người phụ trách ban ngành bắt đầu làm việc rất sâu sát nhiệm vụ trong lĩnh vực phụ trách một kế hoạch hợp đồng giữa lực lượng chúng tôi và chính quyền lực lượng vũ trang của xã được bàn bạc và thống nhất rất kỹ phải thực hiện trước mùa mưa sẽ hạn chế rất nhiều các hoạt động quân sự của đơn vị chúng tôi tập trung toàn lực chúng tôi bắt đầu vận động và đột nhập vào phun từ rất sớm khi bình minh vừa mới hơi ửng hồng ở chân trời bằng khí thế rất quyết liệt và nhanh chóng, chúng tôi triển khai thọc sâu và bao vây các hướng trong phum. Địch không phản ứng gì, trước lần đột kích có vẻ kiên quyết này, nên tất cả mọi dự định triển khai của các đơn vị tham gia bước đầu khá là thuận lợi. Tầm khoảng 7 giờ sáng, dân quân du kích xã Lô Viên Sư Rây cùng chính quyền có vũ trang bắt đầu tiến vào trong phum làm việc. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ bao vây và sẵn sàng chi viện từ bên ngoài nên chỉ hiểu ngấm ngầm công việc của chính quyền họ ban bạc từ trước cụ thể giống như công tác quản lý nhân hộ khẩu của ta bây giờ vốn dĩ phum cả có này là một phum đã bỏ ngỏ từ rất lâu chính quyền thì gần như không hoạt động và làm việc hai mặt dân cư của họ thì lại bất ổn định người bới người cũ thay đổi thường xuyên nên chính quyền sở tại không thể nào mà quản lý và nắm chắc dân số hiện có đây là một những đặc điểm khiến cho lính pol pot lợi dụng ẩn nấp từ phía bên trong khi địch bao vây chúng chỉ cần giấu súng ăn mặc thường dân thì chúng tôi không thể làm gì được giờ chính quyền xã bắt đầu một bước quản lý về công tác dân số họ lập ra cuốn sổ như kiểu sổ hộ khẩu trong đó ghi chính xác thông tin của từng gia đình gồm có bao nhiêu người kèm tên tuổi cụ thể điều đặc biệt ở đây là vốn lúc này việc chụp ảnh rất khó khăn ngay cả anh em lính tráng và người dân cũng vậy để có được một tấm ảnh phải lên tận huyện và giá không hề rẻ chút nào vậy mà xã quyết tâm chụp ảnh cho từng người dân có trong danh sách sau khi kiểm tra đúng xác thực cho đến khi từng người trong sổ được dán ảnh thì khi kiểm tra một gia đình ai không có danh sách rơi ra sẽ bị bắt dẫn giải về huyện để tra cứu thì địch có trả trộn cũng sẽ không thoát sự việc này khiến cho dân ở phung cả có và các phùng khác bắt đầu bị rúng động vì nếu làm thành công thì xã sẽ làm ra các phum xung quanh. Để đối phó với việc này và do bị chúng tôi cùng xã gây sức ép bằng cả hình thức tác chiến quân sự lẫn về mặt chính quyền, địch bắt đầu co cụm vào sâu trong trục lộ chứ không còn xuất hiện gần đường như trước đây. Bước đầu cự ly đảm nhiệm về mặt vận chuyển cơ động trên trục lộ 6 của tiểu đoàn đã được bảo đảm tuyệt đối và tầm cuối mùa mưa năm 1985 có một lần nước lũ từ biển hồ dâng lên quá cao, tràn cả qua trục lộ 6, đoạn Tà Ông trôi cả cầu, khiến một đoàn quân xa của ta đi đến đây bị kẹt. Vì chốt cầu chỉ có vài tay súng không đảm bảo an toàn, nên chúng tôi yêu cầu họ quay trở lại khu vực Bà Lai chờ nước rút. Nhưng họ không nghe, mà nằm lại luôn hết mấy ngày đêm, tăng cường thêm cỡ chục tay súng, chốt bảo vệ mà ban chỉ huy chúng tôi rất lo ngại. May là không có việc gì xảy ra cho đến khi đoàn quân đi tiếp. Điều này chứng tỏ là địch không còn hoạt động phía bên ngoài trục đường khu vực này. Thêm nữa huyện bắt đầu đưa đầu tiên là đại đội 3, sau đó là đại đội 5 của huyện xuống nằm cùng và kết hợp hoạt động cùng hai đơn vị chúng tôi để học hỏi. Như vậy địch càng ngày càng bị cô lập và yếu đi, trong khi phía chúng tôi lại càng được tăng cường thêm. Nhưng rồi số anh em nhập ngũ năm 1982 được giải quyết về chính sách, chỉ còn vài cán bộ phát triển cấp trung đội ở lại. Lính nhập ngũ năm 82, lính nhập ngũ năm 1982 về thì anh em lính nhập ngũ năm 1984 lên thay các vị trí chỉ huy tiểu đội, trung đội vì lính nhập ngũ năm 83 đã được cho về trước đó. Sự việc này ảnh hưởng đến sức chiến đấu của tiểu đoàn chúng tôi khá lớn. Nhưng đó là một quy luật bắt buộc. Chúng tôi chỉ có một cách là tìm nâng cao là tìm cách nâng cao hơn khả năng tác chiến và chỉ huy của anh em bên dưới những lớp tập huấn ngắn hạn và các bài học chiến thuật tại chỗ được tổ chức thường xuyên không thực sự có hiệu quả như mong muốn nhưng có còn hơn không phương án của đại đội chúng tôi và ủy ban xã bước đầu có một số kết quả nhất định bao phum truy quét và chốt chặn là của các bộ phận trong tiểu đoàn chúng tôi song đến phần vào phum làm việc của chính quyền xã bắt đầu bóc gỡ một số bọn địch ngầm làm việc cho lính Pol Pot và bắt giữ một số người mặc đồ dân không có trong danh sách báo cáo quản lý xã đã cấp chứng nhận. Không biết sau đó xã giải quyết tiếp tục và làm việc như thế nào, nhưng cả hai mặt chúng tôi làm việc rất kiên quyết không nhân nhượng. Bọn địch bắt đầu biết đến tiểu đoàn chúng tôi và chính quyền hợp pháp của phía Campuchia quyết tâm triệt phá chúng rất cao nên chúng không còn chủ quan xem thường khi đơn vị chúng tôi vây đánh. Lúc này lớp lính nhập ngũ năm 1982, 1983 đã giải quyết chính sách và về hết. Hy vọng các lớp lính tiếp sau không có kinh nghiệm và yếu hơn của bọn địch đã bị thất bại. Kế thừa theo quan điểm dẫn dắt, truyền đạt giữa lớp đi trước và lớp đi sau của đơn vị, chúng tôi đã được phát huy rất có hiệu quả. Đó cũng là sự vui mừng của các cấp chỉ huy trong tiểu đoàn vì sức chiến đấu của đơn vị lúc này vẫn không sụt giảm như dự kiến các trận đánh vẫn diễn ra như các các trận đánh vẫn diễn ra như các bài bản trước và tinh thần quyết tâm chiến đấu của đơn vị chúng tôi vẫn rất cao sau vài trận cố phản kích thăm dò lính pol pot cuối cùng vẫn phải táo chạy nếu không muốn bị chúng tôi bao vây tiêu diệt bên cạnh đó các đại đội địa phương của huyện Tăng cường bắt đầu có những đợt truy quét lớn sâu về phía nam là hướng mà họ đảm nhiệm để các đơn vị trong tiểu đoàn chúng tôi tập trung hoạt động về hướng bắc. Khu vực địa bàn cũ của đại đội 1 trước đây bây giờ do quân du kích xã Thornoken chịu trách nhiệm. Giới quyền của một chủ tịch xã kiêm chỉ huy lực lượng dân quân địa phương là một người Trung là một người trung niên tên Mòn. Anh này là một cán bộ nòng cốt của huyện rất giỏi về chỉ huy quân sự lẫn lãnh đạo nhân dân trong xã cứ nghĩ như trước đây nên lính pol pot rất xem thường bọn chúng bắt đầu liên tục đột nhập vào các phum hướng nam xã này về phía biển hồ vào một buổi trưa một tốc lính pol pot đột nhập vào một phum dân không có lính ở hướng nam kêu dân lo cơm nước ngồi ăn được tin dân báo anh mon dẫn theo mười tay súng dân quân bí mật bám theo khu rừng thốt nốt tiếp cận vào Lúc này bọn lính Pol Pot đã chia ra bà tốp nằm nghỉ ở ba nhà dân liền kề. Sau khi tiếp cận thành công, anh Mon chọn nhà giữa có tên chỉ huy và hỏa lực bất ngờ lao lên nổ súng diệt số địch này. Bọn còn lại vừa ló ra định phản ứng liền bị các tay súng dân quân nổ súng đánh quyết liệt phải táo chạy về hướng biển hồ. Chiến thắng này của anh Mon và dân quân xã Thơ Nô Kèn đã thổi nên sự tin tưởng đánh địch của các lực lượng vũ trang huyện xã. Sau trận đánh này, Anh Mon bắt đầu tuyên chiến công khai với lính Pompot và trận phục kích trả đũa của lính Pompot nổ ra nhưng cuối cùng chúng lại là người tháo chạy thảm bại. Tiếc rằng sau này thời điểm khi ta chuẩn bị rút quân trong một lần ra bố trí mìn phòng thủ ban đêm tại vị trí tập kết, Anh Mon đã sơ sẩy làm nổ mìn rồi hy sinh. Nhưng sau những gì anh Mon làm được Thì hai chủ tịch xã Kiêm xã đội trưởng hai xã Spien Thơ Nốt Và Lô Viêng Rư Sây Đã xây dựng lực lượng vũ trang của mình Rất cứng và đầy đủ quân số Riêng hai đại đội 3 Và đại đội 5 Sống nằm tác chiến cùng đại đội 3 chúng tôi Vượt qua thời kỳ tâm lý lo sợ Ban đầu Bắt đầu hoạt động đánh địch rất có hiệu quả Trong đó đại đội 3 nổi lên Với một tổ xung kích đánh lại lính Pompot rất cuồng tính, khiến đám lính Pompot làm nhiệm vụ giao liên, vận động tiếp tế rất khiếp sợ. Họ là những người lính mà trước đây khi đơn vị lính Pompot bao vây đánh tiêu diệt và bị bắt sống. Bọn lính Pompot trước khi thả họ về đã xăm lên má họ chữ Sikkezuon rất to, không xóa được. Mới đầu những đại đội này chỉ đi tác chiến kết hợp với các đại đội của tiểu đoàn chúng tôi sau đó họ tổ chức tác chiến truy quét hỗ trợ các lực lượng vũ trang xã rồi xa về hướng biển hồ nơi có các bờ đê ngăn lũ cả chục km họ không yêu cầu tri viện nhưng bất cứ khi nào nghe họ chạm địch nổ súng chúng tôi đều cử một lực lượng vận động tri viện nhưng thông thường họ đã giải quyết xong khi chúng tôi vận động đến nơi điều này làm họ rất tin tưởng ở lời hứa hỗ trợ của chúng tôi lực lượng xã bắt đầu hoạt động mạnh theo mạnh dạn tuần tra cả ban đêm ở các khu vực mà trước đây ban ngày họ không dám vào đến sự tác chiến ăn ý của ba lực lượng làm cho nhân dân trong khu vực này rất khen ngợi dần dần chỉ còn có phung cả có là địa bàn duy nhất gây khó khăn cho tiểu đoàn chúng tôi trải qua một thời gian không dài lắm nhưng với sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi với công tác liên tục truy quét đều các hướng cùng với sự tận tâm xây dựng chính quyền với các lực lượng vũ trang cho các phùm xã trên địa bàn đảm nhiệm tiểu đoàn chúng tôi từng bước đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt theo yêu cầu của các cấp trên những đợt truy quét gần sau này lực lượng chúng tôi không còn chạm địch thường xuyên như trước nữa một số phùm có tình cảm với chúng tôi bắt đầu được cho tự quản tuần tra canh gác với lực lượng vũ trang theo biên chế của mình lực lượng của xã bắt đầu rút về tập trung khi cần thì cơ động hỗ trợ, chốt chặn hay theo bảo vệ các đoàn công tác vận động quần chúng xa. Còn riêng lực lượng chúng tôi quay về để củng cố, huấn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu của mình, đồng thời sẵn sàng cơ động chi viện cho các nơi trên địa bàn khi chạm địch nổ súng. Nhìn thấy sự chuyển biến khá mạnh mẽ và chắc chắn này, huyện Mạnh Dạn điều thêm một đại đội địa phương và một số ban ngành tăng cường tiếp tục xuống xã. Như vậy lúc này có hai đại đội 3 và 5. Bộ đội địa phương trên tổng số 5 đại đội của huyện xuống nằm cùng địa bàn đại đội 3. Điểm yếu trong sự tăng cường này là hợp đồng tác chiến giữa chúng tôi và các đơn vị huyện không được chặt chẽ lắm. Một phần là do chúng tôi chưa đủ trình độ trao đổi với họ bằng ngôn ngữ bản xứ. Một phần do cấp trên cũng không có chỉ đạo cụ thể phải phối hợp tác chiến với họ như thế nào. Chúng tôi đành phải chủ động liên hệ và trao đổi những điều cơ bản nhất cùng các quy định một số tình huống để tránh khỏi đánh lầm nhau, nhất là vào ban đêm. Phần họ thì giữa hai đại đội họ tự thống nhất là đại đội 3 hoạt động ở hướng Nam và đại đội 5 hoạt động ở hướng Bắc. Mới đầu họ còn thông báo trước khi triển khai hoạt động. Lâu dần cả hai bên gần như chẳng quan tâm. May mắn là cả hai đại đội chúng tôi trên khu vực này chưa hề nổ súng lầm với hai đại đội vũ trang của huyện nhưng cốt lõi chiến đấu trên địa bàn thì vẫn thuộc về, thì vẫn thuộc về lực lượng của chúng tôi đôi lúc họ tự hoạt động vào các phun sâu chạm địch nổ súng dữ dội theo hợp đồng chi viện của chúng tôi vẫn dùng một lực lượng nhanh chóng vận động chi viện cho họ mà không cần yêu cầu nhưng thường là khi chúng tôi vận động gần đến nơi hoặc vừa bắn súng bắt liên lạc thì bọn lính Pot đã rút chạy mất dạng qua những tình huống này, họ rất tin tưởng vào sự cơ động và tinh thần tích cực chi viện của chúng tôi, nên càng ngày họ càng hoạt động dày hơn, khiến vị trí đóng quân của họ gần ban chỉ huy chúng tôi lúc nào cũng chống trải. Các cán bộ phum xã bắt đầu dựa vào sự hoạt động có hiệu quả của bộ đội huyện, nên họ rất tích cực triển khai các hoạt động, nắm bắt tình hình và củng cố chính quyền ở các phum. Dân bản xứ nếu họ đã dám hoạt động thì họ nắm bắt tình hình rất tốt chứ không phải như chúng tôi họ biết lực lượng lính pol pot đang hiện hữu cũng như di chuyển đi đâu bao nhiêu tên và ngay cả trang bị gì qua người thân qua cơ sở của họ nhiều cán bộ phum trước đây hoạt động hai mặt được thay thế bằng những người tích cực hơn họ thường vẫn làm việc và ngủ tại nhà khi có tin báo địch thì họ mới tháo chạy ra xã những lần như thế thì tất cả các lực lượng vũ trang trên địa bàn Lập tức triển khai vận động Bao vây phung khiến bọn lính Pot Cũng không dám mạo hiểm chốt lại Mà vào cơ quan được một ít Lương thực thực phẩm là vội vã rút ra khỏi phung này Đặc biệt hướng nam khu vực hai xã Của Anh Mon và Sari Có lúc dù kích nổ súng cầm cự Chờ đến khi có lực lượng Chi viện vào chứ không tháo chạy Khiến bọn lính Pot Rất căm hai cán bộ xã này Duy chỉ có địa bàn phung cả có là chưa làm được chuyện này mà thôi. Vào tầm đầu mùa khô năm 1986, bước qua năm 1987, một phái đoàn tiền trạm của mặt trận gồm có các ban tác chiến và địch vận xuống nằm cùng với đội hình đại đội 3 của chúng tôi. Vài cán bộ, được một số vệ binh và chiếc xe bọc thép bánh hơi bảo vệ xuất hiện khiến ban chỉ huy chúng tôi khá bận rộn và ngầm hiểu là đang sắp có một sự kiện gì đó quan trọng sắp xảy ra trong địa bàn khu vực đảm nhiệm của mình. Theo triển khai sau đó, về phía đại đội 3 chúng tôi, có một bộ phận gần nửa số quân tăng cường vào phun tà nguồn chốt giữ. Đồng thời đại đội 2 dùng một lực lượng phát triển lên hoạt động về hướng Bắc của đội hình. Có nghĩa là chúng tôi tăng cường sức ép hoạt động lên hướng Bắc, nhắm vào phun cả có ở phía trong. Do tính chất của đợt công tác nên đích thân tôi đi theo cùng đội hình vào phun tà nguồn. Phía bên ngoài là do các cán bộ còn lại của đại đội chịu trách nhiệm. Đặc điểm địa bàn hoạt động của đại đội khá dài, quân số bây giờ đã cho về chính sách khá nhiều và số bổ sung không tương ứng nên đội hình hiện giờ vốn đã khá thừa thớt. Bốc một lực lượng lớn để tăng cường về hướng bắc khiến cho đội hình về hướng nam trở nên rất thừa thớt. Hướng này bây giờ chủ yếu là chốt giữ và hoạt động là dựa vào các lực lượng vũ trang của địa phương và dân quân, du kích và bộ đội huyện. Nhưng chắc có lẽ trên địa bàn nắm khá chắc tình hình về địch nên mạnh dạn triển khai kế hoạch mà không e ngại gì. Trong lúc này có một điều hơi bất ngờ là chính quyền xã và nhân dân địa phương lại ăn theo sự điều phối của cấp trên. Chính quyền và người dân phun tả nguồn khi thấy lực lượng chúng tôi vào bố trí đã nhân cơ hội xin cho họ được tổ chức một đêm múa lâm thôn. Họ báo rằng dù là một phun nằm không xa trục lộ lắm nhưng từ lúc ta giải phóng họ khỏi ách diệt chủng cho đến giờ người dân trong phum này chưa một lần được tổ chức. Giờ có sự đảm bảo an ninh của bộ đội nên họ muốn xin tổ chức vui chơi một đêm. Đề nghị có vẻ đơn giản, bình thường nhưng trong giai đoạn này lại là một vấn đề khá phức tạp với đơn vị của chúng tôi. Phum Tả Nguồn vốn là một phum giáp mé rừng về hướng cả có. Dọc theo mé rừng này, lực lượng lính Pol Pot vẫn thường xuyên xuất hiện hoạt động. Dù từ ngoài trục lộ 6 đứng nhìn có thể thấy những ngôi nhà đầu phum của họ Nhưng lực lượng của chúng tôi Lại ít hoạt động vào trong phum Đêm múa lại được tổ chức vào ban đêm Dựa vào ánh sáng trăng Và những ngọn đuốc bập bùng Nên rất khó quan sát kỹ Chỉ cần địch trà trộn vào quăng liều đạn Hay đứng ngoài mé rừng nổ súng Thì hậu quả không thể tính được Nhưng nếu chúng tôi không dám cho phép họ tổ chức Thì sự tin tưởng của họ với chúng tôi từ trước đến nay Sẽ trở thành vô nghĩa Cũng là một vấn đề lớn Cuối cùng sau khi báo cáo ý kiến xin cấp trên, chúng tôi quyết định chấp nhận cho họ tổ chức. Như là đã có sự chuẩn bị từ trước, một sân khấu nhảy khá rộng, cao ngang tầm ngực và rộng chừng hơn 20 mét vuông, được nhanh chóng dựng lên. Tầm buổi chiều, gần như tất cả các người dân trong phum đều bận rộn với sự kiện đã lâu chưa có này. Họ kết thúc công việc hàng ngày thật sớm, lấy ra những bộ quần áo, xà rông mới để mặc. Đột nhiên khung cảnh trong phum thay đổi, khiến tinh thần dân lính đều rất phấn chấn. Ban chỉ huy chúng tôi cũng thấy khá hào hứng, nhưng lo ngại càng lúc càng nhiều. Khi dân chúng từ các vùng khác nghe tin cũng kéo nhau đến lũ lượt. Không chỉ có đội nhảy mà còn rất nhiều người dân ở đâu đến địa bàn này, bán hàng ăn, rượu chè rất đông đúc. May nhờ chính quyền xã và lực lượng vũ trang của họ hoạt động phối hợp với chúng tôi khá chặt chẽ. Đơn vị chúng tôi tổ chức thành ba tổ chốt, chặn bên ngoài phum rồi đầu hai lối vào khu vực hướng bắc, sân khấu, một lực lượng ngay vị trí chỉ huy đang bố trí để chi viện cho các tổ khi cần. Bên trong là lực lượng vũ trang, dân quân du kích xã, đặc biệt có một bộ phận nòng cốt những thanh niên có mối quan hệ và biết mặt rất nhiều người ở các vùng khác trong địa bàn. Lực lượng này không vũ trang trực tiếp trong các khu vực tổ chức, phát hiện ai lạ mặt khả nghi, họ lập tức bắt giữ và khám xét ngay. Rất may là trong đêm đó buổi vui chơi của dân trong phum đã xảy ra tốt đẹp và an toàn sáng hôm sau qua nguồn tin của chính quyền và những người dân thân tình họ cho biết người dân ở những phum khác đã rất phấn khởi khi biết được sự kiện như vậy dù nhiệm vụ chính chưa được triển khai nhưng về mặt công tác dân vận và chính quyền đơn vị chúng tôi đã có một bước tiến triển mới trong điều kiện chiến tranh ba ngày sau đêm tổ chức múa lâm thôn ở phum tả nguồn bộ phận công tác của đại đội 3 chúng tôi nhận được lệnh vận động vào chốt giữ tại phung cả có để hỗ trợ cho chính quyền campuchia vào triển khai nhiệm vụ của họ lần này chúng tôi đi thành mũi riêng biệt cắt thẳng vào phung đêm đó trong mùa khô còn rất sáng nên mọi công tác chuẩn bị và đường hướng thuận lợi rất nhiều riêng đại đội 2 thì đi từ khu vực hoạt động vận động vào biên hướng bắc phung với một nhiệm vụ phối hợp khác cả hai bộ phận chúng tôi vào đúng vị trí khi trời chưa sáng hẳn mỗi bên triển khai theo đúng nhiệm vụ của mình mà không đụng tốt địch nào có lẽ bọn chúng đánh hơi được điều gì nên rút hết ra xa để bảo toàn lực lượng trời sáng hẳn thì đại đội chúng tôi đã triển khai hết đội hình chốt giữ bên trong phum chỉ cần nhìn cách sinh hoạt của người dân trong phum chúng tôi biết khả năng đụng địch là rất thấp vì họ tỉnh táo và sinh hoạt rộn ràng chứ không lấm lét như những lần đột nhập phum trước đây Mặc dù vậy chúng tôi vẫn cảnh giác Không dám sơ hở 9 giờ sáng thì đội hình công tác của huyện và xã Bắt đầu vào đến Và họ lập tức triển khai làm việc rất nhanh Tất cả các ngôi nhà được lên danh sách Đều bị công an huyện chốt giữ Đúng hợp đồng triển khai Chúng tôi rời đội hình Chia làm 3 tổ về hướng Đông Phung Từ 50 đến 100 mét Để bảo vệ cho đoàn công tác phía trong Và tổ chức ăn sáng Tầm 10 giờ thì cả phung cả có tràn ngập bởi các lực lượng vũ trang của huyện họ lập tức kiểm tra sàng lọc tất cả các bọn địch ngầm trong phum và số dân chúng tình nghi từ các phum nơi khác đến một việc mà từ đầu đến giờ chúng tôi không dám làm vì không nắm được và sợ bị vi phạm công tác dân vận nói chung chính quyền và công an huyện sử dụng rất nhiều hình thức để triển khai trong đó có cả hành động hơi thái quá nhưng đó là công việc của họ chúng tôi chỉ hỗ trợ về mặt tác chiến chứ không tham gia trực tiếp vào công việc này. Những tưởng họ chỉ hoạt động trong ngày rồi rút về như những lần trước, đến khi cán bộ trung đoàn và đoàn tải lương thực phẩm vào, chúng tôi mới biết là mình sẽ phải nằm chốt trong phum lâu dài cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Lúc này theo cảm nghĩ là có rất nhiều lực lượng phối hợp hoạt động xung quanh, nhưng chúng tôi chỉ nắm được phần hoạt động của đơn vị mình. Cụ thể đại đội 3 chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến phía trong phum. Còn đại đội 2 thì hoạt động rộng hơn phía xa bên ngoài, truy quét và sẵn sàng cơ động chi viện cho các bộ phận. Chính quyền huyện làm việc theo bài bản đã định sẵn, vừa nhanh chóng điều tra bóc tách địch ngầm trong phum, nắm chắc lại nhân khẩu và thông báo gọi hàng các thành phần theo địch. Trong 3 ngày để họ có cơ hội buông súng, nhưng 3 ngày trôi qua, bọn địch bị bắt theo danh sách vẫn không thấy tên nào mang súng ra hàng. Người dân trong phum có vẻ bất hợp tác phần lớn. Họ chỉ nghĩ cần chịu đựng vài ngày thì lực lượng công tác sẽ phải rút ra, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Sáng ngày thứ tư, sau lời gọi hàng, dân công từ các nẻo lực lượng vũ trang của các phung xã địa phương bảo vệ ùn ùn kéo vào phum cả có. Lệnh phát hoang hai bên rìa phum được huyện phát ra. Tất cả những lùm cây lúp xúc và đặc biệt là số cây thơm dân trồng đều bị phát dọn sạch. Trong phạm phi suốt chiều dài phum với bề ngang gần 100 mét. Khi họ phát dọn vào khu vực ngã ba phum thì phát hiện một số cửa hầm. Lực lượng chúng tôi cắt cử các tổ công tác vào ngay những hầm đó. Sau đó dùng bộc phá, đánh sập tất cả các hầm bí mật này. Mỗi hầm được đào theo hình chữ chi, rích rắc chừng hơn 20 mét. Sau đó dân công tiếp tục ra rừng, đốn những cây to cỡ một người ôm, vặt nhọn đầu cao chừng 5 mét, làm thành ba lớp hàng rào cách nhau 5 mét, án ngữ hai bên phum. Công trình này như một công trình K5 biên giới thu nhỏ trong nội địa nhằm làm hạn chế sự đột nhập của bọn lính Pol Pot ngoài bìa rừng và khi bị bao vây sẽ khó chạy thoát. Quy định của huyện là nếu đoạn này bị phá hủy thì dân có trách nhiệm làm lại. Còn nếu dài thì cả phum sẽ phải nghỉ việc để thi công. Kết thúc đợt công tác quy mô lớn này, phần lớn bọn địch ngầm trong phum bị bóc gỡ hết. Huyện đã hoàn chỉnh, nắm được một số lượng dân cư gốc và tổ chức lại được hệ thống chính quyền phum riêng bọn địch bám trong phum từ những hầm hào bí mật bị đánh sập hết không còn địa hình địa vật có lợi để ẩn núp và bất ngờ nổ súng đánh vào đội hình chúng tôi như trước đây coi như danh sưng củ chi của campuchia của phum này đã bị chúng tôi xóa sổ sau khi hoàn tất tuyến hàng rào ba lớp và phát quang tầm nhìn hạn chế sự thâm nhập của các lực lượng pol pot từ ngoài rừng vào phum các lực lượng tuần tự thay phiên nhau rút khỏi khu vực. Riêng hai đại đội 2 và 3 của tiểu đoàn chúng tôi còn kết hợp truy quét rộng ra khu vực xung quanh Phum vài km mới rút về vị trí đóng quân của mình. Để tạo thêm sự gian đe và phát huy hiệu quả, ý định của tiểu đoàn chúng tôi liên tục tổ chức thêm nhiều đợt đột nhập Phum không theo quy luật nào. Giờ giấc khiến cho lực lượng còn lại của lính Pompos không dám vào Phum ở lâu chỉ từng tốt nhỏ vào xin một chút lương thực thực phẩm là lập tức rút ra rừng ẩn náu tuy nhiên như vậy không có nghĩa là bọn địch dừng hoạt động hẳn ở địa bàn này vốn là một vị trí trung chuyển kết nối liên lạc quan trọng từ biên giới vào sâu trong biên trong tuy không còn cảm giác căng thẳng như thời gian ban đầu nhưng thỉnh thoảng khi chúng tôi hoạt động vẫn chạm súng với lực lượng lính pol pot khá mạnh có một lần tiểu đoàn trường lạ đơn vị khác đều về chỉ huy suýt mất mạng khi vào phun này còn chủ quan sự giáo diết truy kích và quyên quyết đánh địch của đơn vị chúng tôi bắt đầu làm cho lực lượng lính pol pốt hoạt động lâu dài trong địa bàn trở nên hoang mang tụt độ từng bước chúng tôi giúp chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương trở nên mạnh mẽ hơn trong mọi hoạt động hợp đồng nhuần nhuyễn với nhau dần dần đẩy đuổi bọn chúng ra xa khỏi khu vực có dân cư khiến cho việc tiếp tế và bổ sung lực lượng của chúng ngày càng hạn chế rất nhiều. Có một sự hối tiếc do hợp đồng không chặt chẽ giữa hai đại đội chúng tôi và chỉ huy cấp trên khiến đại đội chúng tôi mất đi một cơ hội rất lớn. Sau một thời gian hoạt động mạnh mẽ của hai lực lượng, một buổi chiều một người dân đến gặp ban chỉ huy chúng tôi báo cáo là có một lực lượng lính Pol Pot khoảng 60 tay súng có ý định ra hàng chính quyền. Do lực lượng như vậy là khá lớn, một phần chúng tôi cũng sợ bọn địch trá hàng nên chúng tôi lập tức báo cáo cấp trên. Trung đoàn trưởng khi nghe tin, lập tức xuống nằm cùng đại đội 2 để đón lõng. Vì địch từ hướng Bắc muốn ra đại đội 3, phải đi qua đội hình đại đội 2. Đúng buổi sáng, hai bên thống nhất, địch cho một tên lính đi theo trục đường, từ hướng phum dung thơ mây, vào đại đội 2 để thăm dò. Không ngờ chỉ huy của đại đội 2 và trung đoàn trưởng cho rằng, tên này báo không đúng sự thật, nên có hành động nặng tay khiến những tên còn lại bị thốn không dám ra theo chúng tìm cách cắt ra đầu hàng lực lượng huyện đúng quân số trên 50 tay súng như đã báo sau sự kiện này bọn ra hàng chỉ ra hàng loạt các kho chứa vũ khí của chúng ngoài khu vực biển hồ trong đó có nhiều kho khá lớn huyện phải huy động xe bò của dân để chở dù lực lượng chính vẫn là chúng tôi kết hợp đi bảo vệ đoàn công tác của công an và bộ đội địa phương huyện đi thu hồi vũ khí nhưng thành tích này vẫn thuộc về họ mà thôi. Đơn vị chúng tôi không quan trọng, cơ bản là những chuyển biến có lợi cho cả hai bên là điều đáng mừng rồi. Từ trước năm 1982, các tiểu đoàn tác chiến của quân đội thường được biên chế gồm 4 đại đội một hỏa lực và 3 bộ binh cùng các trung đội trực thuộc tiểu đoàn như tải, thông tin, trinh sát. Đến năm 1982 thì cấp tiểu đoàn chỉ còn 3 đại đội bộ binh gồm các trung đội trực thuộc tiểu đoàn bao gồm trinh sát, thông tin, tải và các trung đội hỏa lực do trợ lý tác chiến, tiểu đoàn chỉ huy chung, giảm biên chế một ban chỉ huy, đại đội và phục vụ. Khi tiểu đoàn chúng tôi tăng cường cho trung đoàn 7, hoạt động ở khu vực Cầu Con Rồng, huyện Chikaren, tỉnh Siêm Diệp, vẫn giữ biên chế này không thay đổi. Một thời gian sau, trợ lý tác chiến tiểu đoàn Dung không thể phát triển vì vướng lý lịch. Hai trợ lý tác chiến lên thay là Tràm và Nhấp được giải quyết về phép không quay trở qua đơn vị thì phối trực thuộc tiểu đoàn bị mất hẳn chỉ huy, phải do một tiểu đoàn phó đảm trách. Trước tình hình đó, tiểu đoàn liền đề nghị trung đoàn cho thành lập lại đội hỏa lực để phân công công tác và chỉ huy gọi là đại đội 4. Vốn xuất thân là lính hỏa lực và từng sử dụng chỉ huy hai loại hỏa lực Cối 82mm và DKZ 82mm, nên tôi đã được điều về phụ trách chỉ huy đại đội 4 hỏa lực của tiểu đoàn. Như vậy tính đến thời điểm này, bản thân tôi đã tham gia ba trong số 4 đại đội trong biên chế, chỉ có đại đội 2 là chưa. Với một khoảng thời gian 1 năm 2 tháng công tác ở đại đội 3, dù chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn, nhưng cơ bản là khu vực này cũng đã có nhiều chuyển biến nhiều, nên cảm thấy khá yên tâm. Vị trí ban chỉ huy đại đội 4 là nằm về hướng đông tiểu đoàn, cách một ngôi trường rộng. Đội hình được bố trí theo hình rẻ quạt theo tâm vị trí nhà ban chỉ huy với hướng Bắc là trung đội DKZ 82 hướng Đông là trung đội 12 ly 7 và hướng Nam là đội hình trung đội khối 82 mm khoảng cách của trung đội gần nhất là 200 m và xa nhất là trung đội 12 ly 7 700 m sau khi thi công khu vực ban chỉ huy xong thì tất cả các đơn vị vào ổn định và bắt đầu triển khai công tác ban chỉ huy lúc này gồm có 4 Ban chỉ huy lúc này có 4, gồm một đại đội trưởng và ba đại đội phó, quân sự, chính trị và hậu cần. Về biên chế bên dưới thì lúc này không còn lính nhập ngũ năm 1982 và 1983 nữa. Các cán bộ trung đội gồm có một số lính nhập ngũ năm 1984, chuẩn bị ra quân và nhập ngũ năm 1985 là chủ yếu. Trung đội trưởng trung đội 12 ly 7, số cán bộ này mặc dù chưa trải qua tác chiến nhiều, nhưng cơ bản là được học tập huấn luyện có bài bản về chuyên môn hỏa lực. Nhờ vào năng lực này, đại đội chúng tôi vào xây dựng phương án tác chiến và diễn tập khá nhuần nhuyễn. Ngoài ra, các trung đội tổ chức huấn luyện chuyên môn về hỏa lực của mình do các cán bộ trung đội chịu trách nhiệm. Thời gian không dài, nhưng sau khi củng cố biên chế tổ chức và huấn luyện cơ bản, đại đội chúng tôi bắt đầu cùng đội hình tiểu đoàn hoạt động tác chiến theo sự phân công có thể việc thành lập đại đội 4 hỏa lực sẽ làm ban chỉ huy tiểu đoàn giảm nhẹ bớt đi việc quản lý 6 trung đội trực thuộc sống trong dân vì chỉ còn lại 3 trung đội sát sườn là trinh sát, thông tin và tải. Nhưng có lẽ điểm chính nhất là với đại đội 4 được thành lập thì tiểu đoàn đang có 3 đại đội thuộc quyền dễ phân công quân số tham gia các mặt công tác. Ngay từ lúc thành lập, ban chỉ huy chúng tôi đã xác định nhiệm vụ khó khăn này. Thông thường ở các đơn vị bộ binh khi tác chiến thì chỉ mang theo các loại hỏa lực bộ binh, mang vác nặng thì chỉ đến cỡ các khẩu khối 60 hay đại liên 7,2 mi. Trọng lượng thấp và gọn nhẹ, dễ cơ động. Còn với đại đội hỏa lực, dù thường chỉ tham gia một trong ba loại hỏa lực, đi cùng bộ binh trong biên chế, nhưng trọng lượng và khối lượng khá nặng và cồng cành nên hành quân đường dài khá vất vả, chưa tính cơ số đạn và quân tư trang, lương thực thực phẩm cá nhân mang kèm việc phân bố mang vác để đảm bảo theo kịp đội hình và nhanh chóng nổ súng chi viện trong tác chiến cũng là một điều cần nghiên cứu cho đảm bảo. Trong nội địa, thường đi đội hình lớn cấp tiểu đoàn, đội hình khá dài, có khi chạm địch bên trên nổ súng, bên dưới còn chưa nhìn thấy gì thì địch đã bỏ chạy mất. Đạn hỏa lực chúng bắn cuối tầm hay rơi vào chúng đội hình đi phía sau nên mang vác nặng còn phải núp né khá vất vả. Chính vì thế, có nhiều đợt hoạt động Chúng tôi đề nghị tham gia tác chiến Trang bị như bộ binh Vô hình chung đi tác chiến theo kiểu nào Thì trong đội hình tiểu đoàn lính hỏa lực Vẫn là vất vả hơn Chỉ có không phải đi đầu Mà thường đi giữa đội hình Cùng với chỉ huy chung Sau giai đoạn tập trung giải tỏa Và khống chế địch trong phung cả có Làm hạn chế các hoạt động của chúng Toàn bộ địa bàn của chúng tôi Có những diễn biến khá dễ chịu Chỉ còn vài phung dân Nằm sâu trong phía hai bên trục lộ là chưa thật sự yên ổn lắm. Còn lại các phum nằm dọc hai bên đường, nhất là những phum có lính bố trí trở nên rất yên bình. Ban đêm họ đốt đèn sáng sủa và có thể qua lại nói chuyện, thăm nom nhau, nhất là những hôm trời trăng sáng. Vậy mà vào một đêm trời trăng rất sáng, trong một lần tổ chức phục kích, sau khi đại đội thành lập chưa lâu, đại đội chúng tôi bị mất một cán bộ tiểu đội vì bị địch phát hiện bắn trước hy sinh tại trận địa đây là điều rất đáng tiếc trong thời điểm này do anh em chủ quan không tập trung chú ý trong phục kích của địch chúng tôi bắt đầu tham gia công tác xa địa bàn hoạt động của đơn vị thường xuyên các hoạt động theo mệnh lệnh trực tiếp từ trung đoàn các hoạt động lên địa bàn của các đơn vị khác dài ngày và phải vận động trong một cự li rất lớn té ra sự cố gắng làm trong sạch địa bàn của mình trong tác chiến có lúc cũng không thực sự hay từ sau khi thành lập đại đội 4 hỏa lực, cùng với việc đã tương đối ổn định địa bàn đảm nhiệm của tiểu đoàn, là những ngày dài đơn vị chúng tôi phải thay phiên nhau liên tục công tác tác chiến trên khắp các địa bàn của trung đoàn. Cơ động qua cả những địa danh sâu về hướng tây bắc, địa bàn của các tiểu đoàn của đơn vị đoàn 7705. Khu vực này vốn rất gần vị trí đứng chân của hai tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 7, nhưng không hiểu sao họ lại hoạt động mà trung đoàn lại phải điều động tiểu đoàn chúng tôi vốn đang chịu trách nhiệm bảo vệ một đoạn trục đường huyết mạch của trục lộ 6 nơi đã từng bị lực lượng lính Pol Pot uy hiếp khống chế một thời gian dài. Thắc mắc này là thuộc về bây giờ khi nhìn lại chứ thật sự lúc đó tiểu đoàn chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh mà không hề thắc mắc gì. Về nhiệm vụ của người lính là phải phục tùng chỉ huy tuyệt đối, không thể nhớ nổi từng chi tiết và các đợt hoạt động vì các mệnh lệnh cơ động thường xuyên và rất liên tục. Cho nên những gì trong trí nhớ có thể không đứng thứ tự trước sau, nhưng diễn biến của nó thì khó có thể quên được. Tiểu đoàn của chúng tôi thường xuyên hoạt động lên hướng Tây Bắc theo vòng ngoài. Có nghĩa là chúng tôi được xe cơ giới của trung đoàn trở ngược từ khu vực đảm nhiệm của mình lên hướng Tây của thị trấn Chikaren. Khoảng giáp giới giữa huyện Sốc Nikum, rồi hành quân lên hướng Bắc, Tây Bắc sâu vào trong hơn chục km để hoạt động truy quét địch. Có khi có thời gian dừng nghỉ, làm công tác chuẩn bị rồi hành quân vào. Có lúc gấp gáp, xe vừa đổ quân xuống là phải vội vã ổn định đội hình rồi lập tức hành quân. Đến nỗi cỡ cán bộ đại đội có khi còn chưa thông nhiệm vụ. Trong một đơn vị công tác dài ngày truy quét, rộng trên khu vực này, tiểu đoàn chúng tôi tham gia quân số với 100 tay súng. Riêng đại đội 4 hỏa lực cơ động theo đội hình một khẩu cối 82 mi với một cơ số đạn khá lớn. Ngày đầu tiên chúng tôi hành quân theo kế hoạch, không gặp chắc trở gì. Chiều hôm đó, đội hình dừng nghỉ ở một phum bỏ hoang, anh em hay gọi là phum sáu nhà, vị trí khoảng 1 phần 3 cự ly cơ động. Qua một đêm bình yên, sáng sớm hôm đó, trong lúc đợi chuẩn bị cơm sáng, các cán bộ đại đội tập trung đến vị trí, chỉ huy tiểu đoàn để hội ý triển khai nhiệm vụ. Kinh nghiệm từ những ngày còn ở đội hình sư năm cho nên dù hoạt động ở bất kỳ địa bàn nào, trong điều kiện tạm dừng hay chốt chặn, chúng tôi đều bố trí đội hình và triển khai hợp đồng với nhau rất chặt chẽ. Đặc biệt là các loại hỏa lực đi cùng, luôn xác định chính xác đội hình ta và nhận định các địa vật, vị trí địch có thể đánh vào đội hình để sẵn sàng chiến đấu. Giữa lúc các chỉ huy chúng tôi đang hội ý thì bất ngờ hướng bố trí đại đội hai tiếng B40 trực xạ đột ngột vang lên cấp tập liền theo là tiếng đạn nhọn nổ vang trời. Chúng tôi vội giải tán, vận động về các vị trí của mình. Lúc này tiếng đạn phía chúng tôi phản ứng cũng nổ lên vang rền. Cối 82 mi được lệnh phát hỏa vào vị trí và đã lấy phần tử sẵn. Nơi nhận địch sẽ lợi dụng để triển khai tấn công. Nhưng vừa bắn được một trái thì chúng tôi nghe tiếng hô sung phong vang lên đều khắp. Trong khi quy định của tiểu đoàn chúng tôi khi nào có lệnh mới được hô sung phong đồng loạt. Phát hiện tình hình này liên lệnh dừng bắn cối 82 mi để xác định lại tình hình. Nhưng anh em bộ binh phía trên thì vẫn nổ súng đánh trả quyết liệt, khiến hướng tấn công bị giảm tốc độ và vang lên nhiều tiếng la hét xen rỉ. Đại đội 3 nhận lệnh chuẩn bị cơ động, vòng đánh vào bên sườn khu vực nổ súng phía trước. Nhưng lúc này, gần như toàn bộ đội hình chúng tôi đã nghe nhiều tiếng Việt Nam nên còn đang phân vân chưa dám triển khai nổ súng. Phía bên trên các anh em đã phát hiện chính xác là quân ta đã đánh trúng quân mình nên có tiếng bắn ám hiệu bắt liên lạc. Phía bên kia liền trả lời đúng ám hiệu. Cả đội hình đột ngột dừng lại, một vài tay súng đứng lên la to phiên hiệu của đơn vị rồi tiến về phía nhau. Lúc này chính xác là tiểu đoàn chúng tôi đã tao ngộ chiến với đội hình trung đoàn. Thật ngạc nhiên là tại sao đại đội 21 trinh sát lại có thể cắt lầm vào đội hình chúng tôi giữa ban ngày như vậy. Trong khi bên nào cũng có bản đồ giống nhau và cùng thể hiện vị trí đứng chân của từng đơn vị hàng ngày theo kế hoạch và tiểu đoàn chúng tôi đang ở vị trí chính xác của mình. Tiểu đoàn chúng tôi thì qua trận tao ngộ không có thiệt hại gì, riêng bộ phận trung đoàn bị thương vong khá lớn, có lẽ sợ nhất là bộ phận tham mưu trưởng trung đoàn tư trương. Trái cối duy nhất chúng tôi bắn ra chỉ rơi cách chỉ huy và đám bậu nhậu ẩn nấp chừng 5 mét. Nếu không kịp thời dừng lại, anh em sẽ bắn liên tiếp bốn trái nữa trong loạt đầu năm trái. Thì không biết hậu quả sẽ ra sao Tiểu đoàn phó quyền tiểu đoàn trưởng Bùi công tạo Vẫn không lên được tiểu đoàn trưởng chính thức Dù đã từ poi pet về nội địa khá lâu Không biết là do trên đánh giá năng lực chỉ huy Hay do một sự đấu kỵ gì khác Tiểu đoàn trưởng lạng Một cán bộ qua trường lớp biên phòng Được điều về đơn vị chỉ huy Thêm đại đội trưởng trinh sát trung đoàn Về nắm cán bộ tiểu đoàn phó đơn vị chúng tôi Như vậy lúc này gian cán bộ tiểu đoàn tương đối đầy đủ các chức danh với bốn cán bộ trong biên chế tiểu đoàn phó sơn còn gọi là sơn mắt mèo là một cán bộ có năng lực chỉ huy và tác phong khá dũng cảm hòa đồng với lính và trắng trẻo đẹp trai lần đầu anh chỉ huy một bộ phận tiểu đoàn đi đánh một cứ lõm trong khu vực biển hồ là một đêm trời đầy sao lực lượng chúng tôi xuất phát theo lời khai của một tên địch ra hàng tầm năm giờ sáng cả đơn vị triển khai ba mũi bao vây mà số lính Pol bon Pot bảo vệ khu vực này vẫn ngủ say không ai biết. Sau một phút đồng loạt nổ súng, chúng tôi đã làm chủ khu vực, diệt một số tên, bắt sống một nữ lính Pol bon Pot bị thương vào chân và thu một số lớn vũ khí còn rất mới. Sau trận đánh này, tiểu đoàn Phó Sơn rất có uy tín trong đơn vị. Tiếc rằng chừng hơn 10 ngày sau, tiểu đoàn chúng tôi lại nhận lệnh làm lực lượng chủ yếu kết hợp với lực lượng của trung đoàn hoạt động sâu lên hướng bắc đơn vị, nơi có một căn cứ tạm dừng của các đoàn tải lính Pol Pot thường xuyên vào tiếp tế vũ trang, thuốc men, tài chính cho bọn hoạt động trong nội địa do có một hồ nước rất lớn bao bọc xung quanh là rừng già. Khu vực này có lời đồn đoán rằng đã từng là nơi dừng chân của một đoàn tải lên đến 10.000 người, nhưng chúng tôi chỉ xác định chừng vài trăm tên là cao vì chúng khó có thể tổ chức đảm bảo được hậu cần với một lực lượng người lớn như thế. Chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào khu vực này Tầm hơn 10 giờ trưa, một cuộc chạm súng nhỏ phía bên trên với vài loạt súng và chừng vài trái B40 địch bắn cầu vòng là không gian yên tĩnh lại. Đội hình tăng tốc lên với mong muốn là sớm vượt qua cái đám dây leo chẳng chịt bám trên các thân cây lớn. Vào càng sâu, chúng tôi phát hiện rất nhiều ngôi nhà nhỏ lợp bằng thứ lá trung quân không bắt lửa. Một kiểu tổ chức như trong chiến khu của Việt Nam thời đánh Mỹ kiểu bố trí trò học của người thầy dấu vết cho thấy có lẽ đây là lần đầu tiên chân lính Việt Nam đã tới đây còn bọn địch cũng rất hạn chế trong việc đi lại nên bên vòng ngoài có rất ít dấu vết chúng để lại vừa đi vừa thăm dò cảnh giới tầm giữa trưa cả đội hình chúng tôi vào đến khu vực hồ nước giữa lúc này qua quan sát mới thấy những dấu vết sinh hoạt của địch để lại khá nhiều những con đường mòn quanh hồ và các vỏ bào thuốc lá vỏ lon thịt hộp bao bì khác vứt xung quanh dày đặc nhưng tuyệt đối không có một tiếng động nào phát ra có lẽ đang lúc không có đoàn tải nào qua lại lính trinh sát tiểu đoàn chúng tôi được lệnh tăng cường lùng sục quanh hồ còn các lực lượng khác thì bố trí canh gác kế thừa kinh nghiệm từ trước anh em thông mở một con đường đi xuyên qua con đường mòn lớn của địch chạy sát bờ hồ rồi từ mép phía trong con đường này anh em tản rộng ra thành hai cánh bắt đầu hoạt động bám nắm. Được chừng 15 phút, tiểu đoàn phó Sơn trong vai trò chỉ huy chung từ vị trí chỉ huy bắt đầu tiến ra đường mòn. Nhưng thay vì đi theo đường chính sát, anh lại rẽ trái, đi ngay trên đường mòn. Được chừng vài chục bước chân, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, khổ khốc kèm theo một đụng khói xám. Tiểu đoàn phó đã đạp ngay một quả mìn 652A lính Pol Pot gài bẫy. Bị sự cố này, cán bộ trung đoàn phụ trách phó Bỗng trở nên hốt hoảng Vội vã gọi cứu thương lên để giải quyết hậu quả Và nhanh chóng phát lệnh rút lui Mặc dù cả đội hình chưa kịp triển khai lùng sục Và chưa chạm thêm một tốp lính buồn pốt nào Chúng tôi cắt theo hướng trung đoàn Để rút ra khỏi trận địa Về đến một cái phung dần có lẽ Khá gần đội hình trung đoàn Chúng tôi được lệnh dừng lại Hình như trung đoàn có vẻ rất căng thẳng Khi mất một cán bộ cứng của mình Cho nên việc tổ chức giải quyết hậu quả và triển khai nhiệm vụ mới, kéo dài rất lâu mà chưa thấy có chỉ thị. Đột nhiên tôi nhận lệnh vận động ra ngoài phía đông nam, cái phum đang tạm nghỉ. Căn cứ và bản đồ được giao, lấy phần tử chỉ huy ba khẩu pháo không giật, DKZ75 đang bố trí không biết từ lúc nào bắn vào khu vực hồ nước mới rút ra hơn 30 quả đạn để trả đũa. Trung đoàn có đại đội 17 DKZ với cán bộ đại đội chỉ huy, ngoài ra còn có một trợ lý pháo binh tên là ẩn vậy mà không biết tại sao các cán bộ này không chỉ huy tổ chức bắn lại giao nhiệm vụ cho một cán bộ hỏa lực dưới tiểu đoàn thật tiếc cho anh sơn tiểu đoàn phó về tiểu đoàn chúng tôi chưa được bao lâu thì đã bị loại ra khỏi vòng chiến với một tình huống không thể ngờ tiểu đoàn chúng tôi nhận được thông báo khẩn là có một đơn vị nào đó hoạt động giáp danh với đội hình trung đoàn ở hướng tây bắc đang trên đường hành quân thì bị lực lượng lính Pol Pot đánh chặn, gây nên một số thiệt hại đáng kể. Lệnh trung đoàn là tiểu đoàn chúng tôi nhanh chóng tổ chức lực lượng hành quân lên khu vực đó để thăm dò, giải tỏa, hỗ trợ cho đơn vị bạn và tổ chức nắm bắt tình hình. Xe trung đoàn làm xong nhiệm vụ xuống chở bộ phận công tác của tiểu đoàn chúng tôi thành hai chuyến. Tập kết ngoài trục lộ 6, hướng Tây Cầu Rồng, chừng vài km, nơi có nhà dân thưa thớt. Sau khi nằm chờ bổ sung tình hình, và làm công tác tổ chức lại. 3 giờ sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành quân. Lần này đại đội 4 chúng tôi tham gia trong đội hình tác chiến của tiểu đoàn với 20 tay súng, nhưng toàn trang bị vũ khí bộ binh chứ không mang theo hỏa lực. Theo triển khai của trung đoàn, tiểu đoàn chúng tôi đi thành một mũi độc lập mà không kết hợp với lực lượng nào khác. Đầu tiên chúng tôi lợi dụng màn đêm cắt thẳng từ trục lộ vào phum sáu nhà, một phum hoang dân đã bị bỏ vì mất an ninh để lung sục xem địch có tổ chức tiếp cận về hướng trung đoàn, uy hiếp các đơn vị đứng chân gần khu vực này xảy ra trận đánh trước đó hay không, vì theo báo cáo nhận định chúng có một lực lượng rất lớn và trang bị mạnh. 5 giờ sáng, bộ phận tác chiến của đơn vị chúng tôi chia thành 3 mũi, triển khai tiếp cận bao vây phum, sau đó tổ chức đột nhập phum nhưng không phát hiện thấy địch. Chờ trời sáng hẳn, chúng tôi lại tổ chức phòng ngự đồng thời cử ba tổ lùng sục xung quanh một cự ly khoảng một km để truy tìm dấu vết nhưng tất cả vẫn bình yên nên bắt đầu cho anh em ăn sáng và chờ lệnh tiếp tầm chín giờ chúng tôi bắt đầu củng cố lại đội hình và phát triển về hướng tây để đến khu vực tác chiến chính là một cái phung theo phổ biến là khá chủ phú và đất đai rất màu mỡ có nhiều cây ăn trái dọc hướng bắc và nhiều đám ruộng trồng khoai lang ở hướng đông Phung này cứ ban ngày tầm 8 giờ thì dân chỗ khác đến trồng trọt và chăm sóc nhà cửa, đến tầm 4 giờ chiều thì họ quay ra. Họ là người dân trong phung trước đây nhưng chính quyền thấy phung này mất an ninh và khó kiểm soát nên quy định cho họ sinh hoạt như vậy, ban đêm ra các phung ngoài để ngủ nghỉ chứ không được ở trong phung. Nhận định nếu lực lượng lính Pol Pot còn trú đóng tại khu vực này thì có thể chiều hoặc sáng sớm chúng rút ra mé rừng ẩn nấp, sau đó khi dân vào Thì chúng tổ chức vào phun sinh hoạt chung với dân Một cách bình thường Sau trận đánh các đơn vị vũ trang xung quanh Có tổ chức và thăm dò vài lần Đều chạm chúng Nổ súng và phải rút trở ra Chính vì thế Khi bắt đầu tiếp cận vào gần phun Lệnh chỉ huy chúng tôi đưa ra Là trên đường nếu phát hiện bất kỳ người dân nào Đều phải lập tức bắt giữ Sau khi vào phun không có gì Thì mới thả ra Để tránh tình trạng dân báo động cho địch Chúng tôi bắt đầu đi từ con đường bò Từ hướng Nam Phung phát triển lên Đến phần phía Đông Phung Nơi có đoạn cua ngoặt về hướng Tây Và nhà dân với cây ăn trái Thì bộ phận đại đội 4 chúng tôi Được lệnh dừng lại Bố trí giữ sườn và sẵn sàng cơ động Đánh vào sườn địch Nếu bộ phận phía trên chạm địch trong tình huống căng thẳng Trong lúc chúng tôi giải ra bố trí Thì lực lượng phía trên cũng vừa tiến chậm Vừa thăm dò lên phía đầu Phung Bất ngờ nhiều tiếng B-40 trực xạ vang lên thật dữ dội mặc dù trời đang giữa lúc ban ngày mà chúng tôi vẫn nhìn thấy những chớp lóe lên liên tục cùng những chàng đạn lửa ghim vào hướng bộ phận đi đầu địch đã phát hiện ra chúng tôi và chúng chủ động tổ chức nổ súng trước nhưng do đơn vị chúng tôi cũng cảnh giác phòng bị nên lập tức phía bên trên anh em nổ súng đánh trả liền tức thì phía bên trên thì nằm tại chỗ bắn khống chế rất quyết liệt còn đoạn giữa đội hình theo hợp đồng anh em lập tức vòng sang phải nổ súng đánh vào sườn địch đang nằm im diễn biến phía chúng tôi tỏ ra khá nhanh khiến bọn địch cảm thấy bị lúng túng chúng cứ nghĩ trong giai đoạn đầu thì chúng tôi chưa thể vòng đánh như vậy đây là chiến thuật của tiểu đoàn chúng tôi cầm cự chừng vài phút lính pol pot liền hô nhau rút lui ra mé rừng nhưng bọn chúng cũng không vừa có một bộ phận chừng trục tên từ hướng đông cặp theo con suối cạn vận động lên men theo những vòng khoai định đánh vào sườn bộ phận phía bên trên đơn vị chúng tôi. Đợi bọn chúng vào gần, chúng tôi nổ súng ngăn chặn. Phía chúng tôi có lợi thế là trên cao bắn xuống chỗ địa hình thấp dần, nhưng bọn chúng lại nhờ lợi dụng những vòng khoai lang theo hướng bắc nam để ẩn núp nên không bị thiệt hại gì. Phát hiện có lực lượng chốt chặt giữ sườn, lực lượng mới xuất hiện đột nhiên như biến mất, chúng lợi dụng địa vật có lợi men theo con suối cạn để rút về hướng đông rồi mất hút. Trận đánh kết thúc sau chừng gần 30 phút, hai bên giao tranh. Phía đơn vị chúng tôi bị thương hai, nhẹ còn chiến đấu được. Còn phía lính Pot thì không để lại dấu vết, chứng tỏ chưa bị thương vong gì, chỉ có những vườn cây ăn trái và một số nơi chúng đạn hỏa lực hai bên nên sơ xác. Một phần lính Pot nhờ vào vườn cây này, một phần chúng chủ động tìm địa hình có lợi để ẩn nấp, khi nổ súng có thể không bị thương vong nhưng bọn chúng đã rất hốt hoảng khi suốt chút nữa thì bị chúng tôi bao vây và tiêu diệt nên phải vứt bỏ lại không kịp mang theo rất nhiều vận dụng sinh hoạt cá nhân chiều hôm đó đơn vị chúng tôi nhận lệnh tiếp tục chốt chặn lại phum một buổi tối khá căng thẳng nhưng cho đến sáng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì của lính pol pot muốn quay lại đánh tiếp với chúng tôi tiểu đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành quân truy quét theo lệnh của trung đoàn theo suối trục tuyến về hướng nam giáp với khu vực biển hồ. Chúng tôi xuất phát tầm 3 giờ sáng từ vị trí đứng chân của tiểu đoàn bộ, ngược xuống đại đội 2 và 3, đang tập trung chờ sẵn để xuất phát xuống gần cuối đội hình. Theo trục đường bò phum tà bang đi về cuối hướng nam rồi cắt trở lên hướng tây. Lính cũng quen với những đợt hành quân như thế này nên không cảm thấy buồn ngủ cho lắm. Thời tiết xe xe lạnh, bầu trời lại sáng với muôn ngàn vì sao lấp lánh nên tâm trạng cũng khá phấn khởi ra gần đến cuối hướng nam gần giáp với biển hồ thì bắt đầu gặp khó khăn phải đối chọi với bảy mũi đói đã từng ở địa bàn cao mê lai mo hơn giáp biên giới thái lan nơi có những bảy mũi mang theo loài ký sinh trùng sốt rét ác tính những tưởng là không có nơi nào mũi đáng sợ hơn nhưng không ngờ khi lần đầu tiên chạm bảy mũi đói biển hồ chúng tôi mới biết là còn có những chỗ mũi đói tấn công con người đáng sợ hơn mùa khô như thế này Ngoài trục lộ Lính nằm ngủ không cần màn Là chuyện bình thường Lần giờ bản đồ khu vực tác chiến truy quét Nhìn thấy địa hình chống trải Chúng tôi nghĩ Cứ hành quân không có gì trở ngại Không ngờ những gì xảy ra Là ngoài sức tưởng tượng Đầu tiên trong tiếng bước chân rầm rập Và tiếng vũ khí va chạm nhau lách cách Có tiếng vò vò Từ từ lớn dần Bắt đầu là nghe nhói đau ở khắp mình mẩy Kể cả có lớp áo quần những con muối rất to bất ngờ từ đâu lao tới không cần lượn vòng vòng mà nó lập tức bám chắc vào ngay mọi chỗ trên cơ thể và cắm vòi vào hút máu ngay tiếng nhốn nháo và đập mũi bồm bộp vang lên khắp nơi cả đội hình trở nên hỗn loạn cứ thế người với mũi quẩn nhau những cái tát mũi trên má trên mặt làm xác mũi và máu dính vào người bê bết tỏa ra một mùi tanh tanh khó tan không ai nói với ai Chúng tôi vội vã bung các tấm ni cầm túi xuống trùm hết lên người. Tiếng bọn mũi bên ngoài lao vào tấn công, nghe lộp bộp như có cơn mưa đang lao tới. Mới đầu thấy tạm ổn, nhưng hồi lâu cái tư thế lom khom cộng với quân tư trang làm người thấy mỏi và sợ hơn nữa là tấm ni lông kín quá làm bên trong cứ nóng hầm hập và không thể thở được. Thế là tung túi ni lông ra để thở thì mũi lại lao đến tấn công bực bội khó chịu nhưng vô phương khi con người to lớn là vậy mà không làm gì được lũ sinh vật bé nhỏ li ti này thế là cứ mở ra chùm vào suốt đêm chờ trời sáng một số anh em la hét lên bất chấp địch nghe thấy may mà không việc gì xảy ra cho đến sáng chứ nếu trong tình trạng này địch mà mò vào có khi bị giết chết cũng không hay trời rồi cũng sáng hẳn lúc này lại nhìn thấy anh em toàn bộ trên khuôn mặt và bàn tay đều nổi lên lút mũi li ti đò vì bị mũi đốt nhưng cả đơn vị thở phào vì nhập nhọn tối là như vậy nhưng đến khi trời sáng thì bầy mũi khủng khiếp lại biến mất đi đâu thật nhanh như chúng chưa hề có vậy tranh thủ ăn sáng bằng cơm vắt mang theo với một ít ruốc cá xong chúng tôi bắt đầu lùng sục những địa điểm đánh dấu theo yêu cầu trên bản đồ nghi có những cứ lõm hoặc cất giấu hậu cần vũ khí của bọn lính pol cuộc lùng sục kéo dài cả tiếng đồng hồ khi ánh nắng mặt trời trở nên gai gắt chẳng có kết quả gì tiểu đoàn lại tiếp tục phát triển về hướng tây để tìm kiếm thêm ở các vị trí khác đặc biệt là ở cái hồ nước lớn trung đoàn xác định có nước quanh năm để lấy nước bổ sung gần giữa trưa thì chúng tôi đã hành quân được gần nửa lộ trình ánh nắng bắt đầu gai gắt đến quáng mắt mồ hôi cứ theo chiều từ trên xuống mà chảy nghe nhồn nhột, nhột ở những nơi trống trải con người trở nên mất nước một cách nhanh chóng đây mới là một thử thách khó khăn nhất phải vượt qua nhiều anh em chúng tôi đã từng hành quân trong cơn khát nước ở những khu rừng không có nước ở cao Mê Lai. nhưng rừng khộp khô cháy về mùa khô ở vùng cận biên campuchia thái lan nhưng phải nói là với việc hành quân mùa khô ở biển hồ này có vẻ không là gì ở phía trên là không có nước, nhưng có rừng và có những nơi trú nắng. Còn ở giữa vùng mênh mông, mút tầm mắt trong biển hồ, con người cứ phơi dưới ánh nắng gầy gắt cực độ mà không có một cái bóng tre. Cái cơ thể vừa bị mất nước nhanh chóng, vừa bị hun nóng suốt nhiều tiếng đồng hồ, khiến thần kinh con người trở nên căng cứng một cách đáng sợ. Nó như mụ mụ mê mê, không tả được. Một sự mất cảm giác từ từ. Cả đội hình đến tầm 10 giờ bỗng trở nên nhếch nhác, Lừ đừ, sạch soạc, không còn liên lạc như lúc đầu. Điều tồi tệ hơn nữa là chúng tôi không tìm được hồ nước có chứa nước trên bản đồ thể hiện. Cả đội hình cứ lòng vòng quanh khu vực trong cơn khát bắt đầu trở nên gay gắt. Cuối cùng tất cả dừng lại để dưỡng sức, tổ chức và nhóm để bung ra tìm xung quanh. Mất thêm một mớ thời gian mà kết quả vẫn vô vọng. Lúc này nắng đã bắt đầu phát nhiệt đến cực độ phải hạ họng ra để cố thu chút dưỡng khí vào. Những vùng da lộ ra bắt đầu trở nên bỏng rát. Tiểu đoàn liền phát lệnh hành quân. Ở giữa vùng trung tâm quay về cũng dở, đi nữa cũng không xong. Cả đội hình chúng tôi bắt đầu rơi vào tình thế hiểm nghèo giữa một vùng mênh mông trống trải trong điều kiện trời đang nắng khắt. Chỉ có thời gian cứu chúng tôi, nhưng rất tiếc chúng tôi đã bỏ phí thời gian quá nhiều cho việc lùng sục tìm hồ nước cái chủ quan vì có hồ nước cho nên đã mang đi ít nước lại còn uống tiết kiệm khiến cho tiểu đoàn chúng tôi gần như không còn sức sự đối sức làm chúng tôi không thể đi nhanh cứ lê và đếm từng bước một chỉ huy cũng như chiến sĩ nắng gay gắt thật đáng sợ không biết giờ đội hình đã đi được tới đâu chỉ thấy phía trước là mênh mông chẳng trống chỉ nhìn thấy đường chân trời không liên lạc không tiếp tế không còn biết sợ địch chỉ cần trinh sát cắt lạc hướng thì chắc tới chiều đơn vị chúng tôi sẽ gục ngã số đông một hai rồi ba anh em bắt đầu gục ngã vì đuối sức những anh em còn sức khỏe được lệnh mang giúp vũ khí trang bị để số anh em này chỉ đi một mình rồi đi một mình cũng không nổi phải có người kèm tiểu đoàn liền ra lệnh cho các y tá dùng những ống thuốc yêu trường ưu tiên cho anh em quá đuối sức uống cầm cự để cố đi theo đội hình vì đến bây giờ hầu như ai cũng kiệt sức may là anh em đi phía trước phát hiện ra mấy chiếc xe bò dân đi khai thác cá ở biển hồ về thấy đội hình hành quân của chúng tôi họ sợ quá rồi bỏ chạy đuổi theo không kịp anh em đi trước phải bắn mấy loạt đạn họ mới chịu dừng không thể chở hết đội hình cho nên mặc dù lúc này ai cũng muốn đi xe nhưng chỉ những anh em nào quá đuối sức mới được ưu tiên lên xe còn lại thì tranh thủ quăng quân tư trang rồi đi tiếp. Vậy mà có tin báo một chiến sĩ đại đội 2 đã chết khát vì quá đối sức. Cho đến khi ra đến trục đường thì nhiều anh em cứ tìm chỗ nào có bóng mát mà nằm dài ra để thở, để biết mình còn sống. Thật là một đợt hành quân với nhiều thiếu sót khách quan và chủ quan, không chạm địch mà gần như cả tiểu đoàn chúng tôi suýt bị xóa sổ vì khát nước. Một đợt truy quét nhớ đời xe trung đoàn lại tiếp tục chờ bộ phận công tác của tiểu đoàn chúng tôi vượt lên khỏi khu vực về hướng tây cầu con rồng chừng hai km thì thả xuống trục lộ lại nằm hướng bắc lộ năm thẳng tiến vào lúc ba giờ sáng như mọi khi phải đi theo kế hoạch hành quân của trung đoàn để hợp đồng bao vây truy quét lực lượng lính pol pot thâm nhập vào một khu vực nào đó thuộc địa bàn hoạt động của hai tiểu đoàn còn lại kỳ lạ là ngay cả lúc tập trung đổ bộ nằm chờ rồi xuất phát đến địa điểm đầu tiên vẫn phải theo một quy định không có gì thay đổi nếu phải đến đó thì cần gì phải đợi cả một buổi chiều để nếu có địch thì kịp thời đối phó lẩn tránh nếu yếu hơn và tổ chức phục kích đón lõng nếu đủ sức chống cự lại đây là một điều tối kỵ nhất trong quân sự mà có lẽ các vị chỉ huy trung đoàn không tính đến hay nghĩ địch không bao nhiêu nên chủ quan may là suốt bao nhiêu lần cơ động đánh địch ở khu vực này không đến nỗi đội hình chúng tôi bị rơi vào tình huống xấu, nhưng trong thâm tâm, các cán bộ chỉ huy chúng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an trước khi xuất phát hành quân vào. Ngày đó đơn vị chúng tôi chỉ biết thực thi nhiệm vụ theo kế hoạch đã được trung đoàn quán triệt bằng những đường nét và cơ động được vạch ra tính sẵn trên bản đồ. Ngày N phải đến đâu, ngày N1 phải đến đâu, rồi N2, N3 và cứ như thế. Những lần đầu chưa nắm được địa bàn chúng tôi vận động theo kiểu thăm dò nên rất chậm nhưng qua nhiều lần hoạt động cả trinh sát và bộ binh của chúng tôi rất dễ dàng cắt đến điểm mà không cần bản đồ thường thì nghe thông báo đang có một mũi của đơn vị nào đó đang hoạt động song song cùng đội hình chúng tôi nhưng tuyệt nhiên chúng tôi hầu như không nghe bên hướng đó có tiếng súng giao tranh khi đụng địch cho đến giờ lần giờ bản đồ mới phát hiện là tiểu đoàn chúng tôi nếu phải hoạt động ở vùng địa bàn này thường là trong phạm vi lót sườn phía sâu nhất vì bên hướng kia là địa bàn của một đơn vị khác liên quan đến giáp danh. Có vài lần chúng tôi vượt hẳn sang phía đó, có lẽ là nhiệm vụ cho trung đoàn để hỗ trợ một đơn vị nào đó trong mặt trận đang chốt gần địa bàn đảm trách của trung đoàn. Lần hoạt động này sau khi hành quân và chiếm giữ, phum hoang chúng tôi được lệnh tiến về hướng Tây hoạt động lung sục tiếp. Đang cắt qua một đám rừng thưa, có những bụi lùm rậm rạp Thì bộ phận đi đầu chạm ngay phải một tốp lính Pol Pot chừng 5 tên Hai bên nổ súng và tốp địch tháo chạy về hướng Tây Bắc để thoát thân Bộ phận từ phía sau vòng lên lại khép không kịp hướng địch chạy Nên nhìn thấy chúng đang tháo chạy ngang qua đội hình Mà nổ súng không tiêu diệt được tên nào Đang trong lúc dừng lại bố trí thăm dò Thì chúng tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ hướng Bắc, Đông Bắc trong đội hình ai cũng nghĩ đơn vị bạn chắc hoạt động chạm địch rồi. Một lát sau, tiểu đoàn lấy máy liên lạc thì nghe báo là hai mũi của trung đoàn hoạt động đánh lầm nhau. Mũi của tham mưu trưởng Tư Trương phục kích ngay đội hình của trung đoàn trưởng Tám Trung đang đi tới. Đó là do mũi của Tám Trung chủ quan nghĩ rằng mũi Tư Trương đã biết nên cứ đi ngây ngang trên đường. Lại để cho các em du kích Campuchia đi đầu toàn vận đồ đen. Trung đoàn trưởng Tám Trung, tướng tá cao, lại đội cái mũ para đi sau du kích nổi bật kết quả là mìn quét sạch bảy em du kích đi theo tác chiến phải bồi thường bằng một ngân quỹ khá nhiều thế là xem như đợt hoạt động thất bại đã không diệt được địch mà trái lại còn bị tiêu hao vì một sai lầm chủ quan mà các đơn vị hoạt động ở biên giới ít khi nào mắc phải phải là không được mắc một thứ gì của địch khi hoạt động tác chiến tiểu đoàn chúng tôi lại quay về với địa bàn chính của mình phùm cả có Đợt tác chiến này đại đội 4 hỏa lực do đại đội phó quân sự tâm chỉ huy. Bộ phận đại đội hỏa lực đi cùng với đội hình tiểu đoàn với một khẩu súng cối 82 mi, hành quân và phun theo trục đường bò mà trước đây đại đội 3 hay đảm trách. Vừa vượt qua đám ruộng trống rìa phun thì địch trong phun bắt đầu nổ súng. Chúng bắn quá rát khiến đội hình không thể tiếp tục phát triển lên. Trong lúc này, bộ phận kết hợp của đại đội 2 và 3 thì vẫn chưa vào tới đầu phun hướng Bắc để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đột kích. Bộ binh thì nhanh chóng triển khai ra hàng ngang để nổ súng chống trả và tìm cách xung phong đánh thẳng vào. Anh em có lợi thế gọn nhẹ nên áp dụng được các động tác thấp như trườn, bò, hạn chế mục tiêu trong tầm bắn của địch. Nhưng khẩu cối 82 mi vốn cũng đi cùng đội hình thì không thể giá thấp để bắn hạn chế bọn trong phum. Vậy là để nổ súng trước, bắt buộc anh em phải đứng thẳng người để nổ súng chiến đấu. Không có cả thời gian để thao tác lắp súng. Đại đội phó tâm liền trực tiếp ra lệnh cho anh em bắn ứng dụng bằng nòng. Với một cự ly cận chiến khá gần, phương pháp bắn ứng dụng liều không trong cự ly tầm 400m đổ lại rất có hiệu quả nếu các pháo thủ đủ bình tĩnh thao tác. Một, hai, rồi ba trái cối 82 mi được bắn qua nòng lúc lắc rơi vào đội hình địch đang nổ súng dữ dội nhưng do nền đất ruộng mềm nên bắn được khoảng 6 trái thì nòng cối đã bị lún xuống khá sâu nên phải dừng lại. May mà lúc này mũi do hai đội đội đảm nhiệm đã bắt đầu nổ súng đánh vào đầu phum từ hướng bắc xuống khiến bọn địch tháo chạy ra khỏi phum ngay chỗ chúng đã nhổ phá một khoảng hàng rào té ra ba lớp rào bao bọc bây giờ lại thành cái dọ làm hạn chế sự cơ động của đơn vị chúng tôi không thể vòng đánh truy kích vào sườn đội hình rút lui của chúng Thật ra tiểu đoàn chúng tôi cũng chủ quan, cho rằng địch sẽ không dám đột nhập vào phum như trước đây, do sợ bị bao vây tiêu diệt vì bị vướng vào mấy lớp hàng rào, nhưng bọn lính tốt vẫn tiếp tục mò vào phum vì thấy lâu chúng tôi không hoạt động và vì chúng đã chuẩn bị được đường rút lui mở sẵn. Thế là sau khi chốt giữ xong phum, chúng tôi liền liên hệ tay phum trưởng để kêu gọi dân trong phum phải làm lại những lớp rào cây theo chỉ thị của ủy ban huyện trước đây đã quán triệt lần này thì cả trưởng phum và dân trong phum có thái độ có vẻ cởi mở hơn một chút có lẽ họ thấy quyết tâm đánh địch của đơn vị chúng tôi sự bắt đầu quản lý chặt chẽ của chính quyền và đặc biệt là sự làm ăn sinh sống của họ không bị ảnh hưởng nếu không có bọn lính pol pot vào phum để sinh hoạt và bắt họ cung cấp lương thực thực phẩm nhưng dù gì thì bọn chúng vẫn còn bám được vào phum uy hiếp chính quyền và người dân không theo chúng. trong khi chúng tôi không có nhiệm vụ chốt quân, phải tính đến phương án thực tế lâu dài và hiệu quả hơn thì mới mong chuyển hóa địa bàn này như mong muốn. tiểu đoàn chúng tôi quyết định đưa hai đại đội địa phương của huyện và hoạt động trong khu vực cả có, vì lúc này họ đã tương đối nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế và trang bị của họ cũng không kém lực lượng của lính Pol Pot là bao nhiêu. đầu tiên lực lượng chúng tôi đột kích vào trước họ vào sau trong quá trình chốt giữ trong phum chúng tôi tranh thủ truyền đạt một số tình huống và phương án thực tế mà tiểu đoàn chúng tôi đã từng gặp và phản ứng như thế nào để họ biết trước một bước sau đó chúng tôi dẫn dắt họ vào đến hết gần phum để họ tự triển khai bao phum còn lực lượng chúng tôi một bên ngoài nằm sẵn sàng hỗ trợ khi có nổ súng phải nói là hai đại đội chịu từng bước chịu trách nhiệm địa bàn này rất tin tưởng vào lực lượng hỗ trợ của chúng tôi nên họ rất mạnh dạn không có biểu hiện sợ hãi hay núp né như một số đơn vị hay đánh giá về họ thuận lợi là lúc này bọn lính pot dù vẫn chưa từ bỏ hẳn địa bàn nhưng không dám chiến đấu với đơn vị chúng tôi làm cho họ càng thêm phần tự tin sau khi về đại đội bốn một thời gian một đại đội của họ đã nhận thách đấu với lực lượng của lính pol pot và kết quả là lính Pol Pot bị họ đánh phải táo chạy, không còn ngây ngang xem thường họ nữa. Huyện bắt đầu tăng cường thêm nhiều cán bộ chủ chốt của họ cho khu vực, với đầy đủ ban bệ là thành phần nòng cốt từ các nơi về tham gia công tác xây dựng mọi mặt cho chính quyền. Như vậy về cơ bản, từng bước các lực lượng vũ trang của họ bắt đầu đảm nhiệm về mặt an ninh tác chiến cho đơn vị chúng tôi. Sau vài đợt phối hợp hoạt động của đại đội 2 và 3, Chúng tôi cùng đại đội 3 và 5 thuộc huyện đội Chikaren, địa bàn chúng tôi trở nên tương đối yên tĩnh và dễ chịu hơn. Lưu lượng xe trên trục lộ 6 bắt đầu tăng dần, trong đó phải kể đến là có một lần xe chở đoàn của quận Bình Thạnh, kết nghĩa đã quay lại an toàn trên cự ly trục đường đảm nhiệm của tiểu đoàn chúng tôi. Điểm thứ hai nữa là sinh hoạt của nhân dân trong khu vực được cải thiện rất nhiều cụ thể là tiểu đoàn chúng tôi mới về đứng chân ở khu vực này thì gần như trời nhập nhọn tối đồng nghĩa với sự giới nghiêm vào ban đêm đời sống sinh hoạt của người dân rất tăm tối nhà nhà thường hay đi ngủ sớm có việc gì cần thiết thì họ mới đốt đèn để đi lại còn bây giờ ban đêm nhìn về hướng những phung sâu trong trục lộ đã thấy le lói ánh đèn còn những phung dọc sát trục đường họ mở cửa đốt đèn và sinh hoạt khá khuya nhất là những tầm lễ hội người dân còn dám đi lại trên trục đường để ghé qua nhà nhau chuyện trò thăm hỏi dù vẫn cảnh giác địch có thể lợi dụng trà trộn đánh vào những cái xu thế của sự bình yên khiến chúng tôi cũng không nỡ cấm cản các đại đội quay vào củng cố và huấn luyện để nâng cao trình độ nắm bắt kỹ chiến thuật nhất là đại đội hỏa lực của tiểu đoàn về công tác chuyên môn lấy cấp trung đội làm cơ sở mặt tập trung nữa là tăng gia cải thiện tiếng là ở trong dân nhưng thực tế đời sống của anh em lính tráng chúng tôi rất nghèo nàn nguồn thực phẩm hàng ngày được trên cấp xuống hầu như không có gì ngoài một số mắm kem nước mắm cô đặc pha với muối mặn và ruốc cá loại cá vụn trộn với ít gia vị và muối thịt cá hộp là những loại hàng gần như xa xỉ chỉ để dành cho đi tác chiến vì tiện lợi thỉnh thoảng chia cho mỗi trung đội vài lon do quá hạn còn sinh hoạt phí thì chỉ dựa vào một ít tiền, tiền Campuchia. Quân trang quân dụng thì đổi trác được lính, đã đổi hết rồi. Thế cho nên tôi quyết định mượn đất dân để làm ruộng, thêm cải thiện. Người dân Campuchia lúc này làm nông nghiệp theo cái kiểu nhờ trời. Chỉ cần bỏ ra một hột lúa, thu vào 10 hột là họ đã thấy đạt yêu cầu. Thế cho nên làm nông hầu như không cần đầu tư gì cả. Từ việc cày bừa, gieo xạ hay cấy hái đều thuận theo tự nhiên, chẳng cần chăm sóc và phân bón. Trong khi lính ta, nhất là các anh em có quê gốc những vùng làm nông, thì so với dân là giỏi hơn nhiều. Chỉ cần thuê dân cày cho tơi đất, còn lại các khâu khác thì làm tốt khỏi cần bàn. Mới đầu chúng tôi làm một miếng đất nhỏ, nằm gần ban chỉ huy đại đội để rút kinh nghiệm. Quả là lúa lên rất đều và tốt, nhưng sau đó chúng tôi đành phải bỏ hoang vì bất ngờ với những mệnh lệnh tác chiến liên tiếp của trung đoàn. Truy quét địa bàn hành quân dòng dã, chừng vài găng tay trên bản đồ, tính ngoài thực địa là hàng trăm cây số. Những đợt hành quân trong mưa rầm, nắng gắt mang mật danh T1, T3, T4 khiến cho những gì chúng tôi đầu tư tăng ra giờ trở thành những đám ruộng hoang với kết quả thu được chỉ vừa đủ nuôi một bảy ngỗng cho đến khi được thịt. Chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiều đợt hành quân xa khỏi khu vực đảm nhiệm của mình. Kỳ lạ là trong các đợt họp quân chính, toàn trung đoàn việc triển khai nhiệm vụ chỉ nêu đích danh tiểu đoàn chúng tôi, chứ không thấy nêu lên một đơn vị nào khác. Thường một đợt cơ động như vậy kéo dài đến 3 hoặc 4 ngày và cả tuần lễ, những cái địa danh về hướng bắc, tây bắc của trung đoàn là Cumber O hay gọi theo một số anh em là điểm hẹn. Hồ Sỏi bắt đầu được chúng tôi sử dụng trong quá trình làm nhiệm vụ của mình, có vẻ tiểu đoàn chúng tôi được ưu tiên trong công tác cơ động đến các địa bàn khác so với hai tiểu đoàn còn lại, nên ngày càng thường xuyên phải xuất quân đi. Bắt đầu là những đợt riêng lẻ, sau đó là một chuỗi các đợt hành quân mang mật danh T1, T2, T3, T4. Dài ngày bất kể nắng mưa, địa hình khô hạn hay ngập lụt là một điều mà trải qua nhiều đơn vị chúng tôi chưa từng thấy nơi nào mà cán bộ đại đội, tiểu đoàn được trung đoàn chỉ đích danh phải thực thi. Một đại đội thông thường có từ hai cán bộ phụ trách trở lên, thay phiên nhau đi công tác của đơn vị mình, của tiểu đoàn và của trung đoàn. Ở trung đoàn 7, cán bộ trung đoàn lại phải phân công đích danh xuống cấp dưới. Đến nỗi đôi lúc tiểu đoàn phải cho thông tin mang sổ xuống để cán bộ đại đội xác minh, mật danh T có phải là do trung đoàn trưởng tên Trung, quyền tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 tên Tạo và các cán bộ đại đội là Toan và Thảo. Chỉ có một cán bộ đại đội là tên khác vẫn thôi. Nhưng đúng ra thì các đợt hành quân dài ngày này là để trung đoàn trưởng không phải ngồi làm báo cáo vào các đợt sơ kết tổng kết 6 tháng và cuối năm mà thôi, để trung đoàn phó ở nhà làm thay việc đó. Cả trăm quân rồng rắn kéo nhau đi với một đội hình dài lê thê thì phải nói là khó chạm được địch vì chúng sẽ né tránh hoặc nổ súng vài loạt là rút lui. Chỉ có một lần do đi theo quy luật, vừa vào phun thì một tốp lính Pol Pot chờ sẵn, bắn vào vị trí trung đoàn trưởng mấy trái B. May nhờ đại đội 2 và 3 cơ động quá nhanh nên chưa kịp bắn loạt thứ hai, tốp lính Pol Pot đã phải táo chạy, vứt lại cả khẩu B40, còn trung đoàn trưởng bị một phen hú vía. Vào phun thì chính quyền phun phải lo ăn uống cho chỉ huy, chứ lính đông quá thì chủ yếu có gì mang theo ăn ấy mà lính thì có gì ngoài mấy loại thực phẩm hộp và khô khan khó nuốt dần dần đơn vị chúng tôi trở nên mất sức kinh khủng khiến các đợt hành quân trở nên thành sự miễn cưỡng vô cùng lính hỏa lực lại càng thêm vất vả vì phải mang vác nặng hơn nói chung các hoạt động về sau thường không mang lại hiệu quả tiêu diệt được địch mà trái lại còn gây cho chúng tôi thiệt hại và mất sức nhiều hơn nhưng tiểu đoàn chúng tôi vẫn không thoái thác, vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rồi mọi thứ cũng kết thúc khi trung đoàn 7 bắt đầu theo kế hoạch rút quân. Dù cán bộ, chiến sĩ gốc còn không nhiều, nhưng tiểu đoàn lại được phục hồi phiên hiệu tiểu đoàn 2 độc lập như cũ, tiếp tục ở lại thêm 6 tháng để hỗ trợ chính quyền và các lực lượng vũ trang của huyện, củng cố để đối phó với tình hình sau khi quân đội Việt Nam rút quân khỏi Campuchia.